ngày 31 tháng 12, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người bị đâm chết trên địa bàn. Theo đó, vào sáng cùng ngày, hai anh em họ sinh sống tại căn nhà trên quốc lộ 1 thuộc phường Thới An, quận 12 xảy ra xích mích dẫn đến xô xát nhau. Một người bị đâm gục tại chỗ, dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Người còn lại đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết, hai người là anh em chú bác ruột làm nghề giao thịt. Hàng xóm cho hay, cả hai sống cùng bà nội trong căn nhà trên, rất lễ phép, không hiểu vì lý do gì lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy.